Vâng, em cũng xin chào tất cả các anh em. Thì vào cái chi tiết video ngày hôm nay thì em test một cái bộ âm thanh karaoke để gửi tới hai bác khách nha. Một bác là bác Trường ở thị xã Đông Triều, Quảng Ninh. Thì bác đã ủng hộ bên kênh âm thanh của Hùng với là một cái con bao Victor BS A700 và một con quang cơ Gutin KM7FX. Thì con này thì tất cả em đã hiệu chỉnh ok hết rồi nha, hiệu chỉnh ok hết rồi. Vậy về chỉ việc là bản volume effect, music và mix thì chúng ta karaoke thôi. Về phần cái con Victor BS A700 thì hôm nay em sẽ cho anh em tham khảo về ruột gan của con này luôn. Con này cực kỳ là nặng nha anh em. Nó chạy là 32 sò Toshiba xanh đen, 16 con mỗi vế. Mỗi vế nó là tích hợp 8 con tụ rất là bự và một cái tăng phô xí hai bên, một tăng phô xí một bên, mỗi bên. Con này về trong tình trạng cực kỳ là mới nha anh em, cực kỳ là mới luôn, anh em nhìn thấy vĩ mạch và những sợi dây điện hoặc là những tụ linh kiện còn cực kỳ là mới luôn. Con này thì bên em đang báo giá 14 triệu, thì anh em nào có nhu cầu đặt hàng thì bên em sẽ hãy liên hệ với Hùng nha. Thì sẽ có hàng cho anh em. Theo list thì sẽ có một con nữa nó về, nhưng mà thời gian này nó đang dịch rất là canh nên là chưa biết nó về khi nào. Thì còn một con nữa nha. Thì anh em nào có nhu cầu sở hữu thì dòng này thì liên hệ với Hùng. Dòng hết số của Victor 700. Nội thất cực kỳ là khủng nha. Thiết kế mẫu mã rất là hầm hố và đẹp, nặng trên 30kg. Mắt kính nào tại Shopee. Nặng trên 30kg nha. Chất chưa các anh em. Đánh được hai cầu lo, không sợ trơ kháng. Đây. Không sợ trơ kháng nha. Này thì em đang đánh một cặp là Sekwin Vega full 30 và một cặp là Delta Bass 30. Định bó cái cặp 215 Pro vào đánh nhưng mà nó chặt quá nên em thôi. Tốn thời gian. Thì để con sau em sẽ ghép thêm. Thì em đánh vào hai cặp full 30 Sekwin Vega và một lo 3 tiếng Bass 30 nha. Đây. Rất là đẹp nha anh em. Cực kỳ là đẹp nha. Đẹp và mới nha. Quang Putin KM7FX nha. Rồi, đó là hãng sản phẩm em gửi tới anh Trường ở thị xã Đông Triều, Quảng Ninh. Còn cặp Sekwin Vega full 30 thì gửi tới anh Nghĩ ở Quảng Ninh luôn. Hai rồi đây hai vị khách của chúng ta là ở Quảng Ninh hết nha. Sekwin Vega full 30 lo Mỹ rất là nổi tiếng S122 nha. Dòng này thì karaoke là miễn bao rồi nha. Dòng này đánh rất là bạo lực nha nè. Hai đôi nó nói chung là nó khác công suất với nhau nên là chúng ta sẽ vặn cái cân chỉnh cái volume này nó sao cho nó đều nha anh em, sao cho nó đều chứ không phải là cứ bên này về số 2 thì bên này cũng về số 2 nó thì bên lo nhẹ hơn thì nó sẽ ca to hơn thì nó nghe nó sẽ chối nha anh em. Anh em cân chỉnh sao cho nó volume cả hai lo nó hợp vào nhau, nó quyện vào nhau để cho cái chất âm nó trung thực và nó cái áp sắc nó ra nó quyện vào nhau để nó dễ dàng, để mình nghe nó dễ dàng hơn.
Đó, không thiên về cái lo nào hết, không có lo nào to, lo nhỏ. Đó. lên rồi tất cả thì em đã căn chỉnh rất là ok rồi nha. Dòng quang camera ok của hãng Goutin K17FX thì dòng này nó sở hữu Echo Revert. Dòng này thì em giới thiệu rất nhiều anh em trên kênh rồi, nên là anh em nào chơi thì liên hệ với ông, hàng vẫn còn, giá là 3.200.000, em là bao ship toàn quốc cho anh em nha. Rồi về những dòng loa full thì bên em cũng còn rất là nhiều dòng loa cho anh em tham khảo, những dòng EV Bass 40, Sequin Vega Bass 40, JBL 215 Pro Bass 40, JBL 935 838 vẫn còn cho anh em tham khảo nha. Những dòng này thì em chưa test được cho anh em. Thời gian thì em sẽ test cho anh em sau. Giờ thì chúng ta sẽ đi vào một ca khúc karaoke để thử cái bộ dàn âm thanh này. Em đang đánh là hai cặp lo. Với hai cặp lo, với bộ này mà đánh hai cặp lo thì em bảo đảm phòng gỡ 4-50 m² là bao phê nha anh em, bao phê luôn. Đây. Rồi, mời anh em cùng nghe ca khúc karaoke để thăm âm về cái bộ dàn âm thanh này nha. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.
Hay hát thôi chứ hát không được hay, nhưng mà cái bộ này thì em hát thì em cảm thấy là rất là tuyệt vời. Tiếng hát nó rất là nhẹ và hay nha nè. Rồi cảm ơn em đã theo dõi video và tất cả thì cũng đã hoạt động rất ok, thì em sẽ đóng hàng và gửi cho tất cả các bác gửi cho hai bác ở Quảng Ninh luôn, là một bao Victor, một vang KM7 bit Goutin và một đôi loa Sving Vega. Cảm ơn các bác đã ủng hộ bên kênh âm thanh của ông. Rồi, em xin phép dừng clip tại đây. Hẹn gặp lại tất cả anh em ở video sau.